Xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử là Form đây. Thì trong những ngày vừa qua, ở cuối tuần vừa qua thì em có một vài cái công việc phải di chuyển và cũng như là đến thăm một cái sự kiện ở bên CoinS. Thì ở trong thời gian tới CoinS sẽ làm rất là nhiều cái điều hay anh chị. Và trong ngày hôm nay sau khi em quay về sau những cái công việc đó thì em sẽ muốn chia sẻ với anh chị thêm về thị trường ở ngay tại thời điểm hiện tại. Thì đối với cái thời gian vừa qua thì em cũng có một cái lệnh long và có những cái phần gọi như lợi nhuận tương đối là đáng kể thôi anh chị. Thì chúng ta đã long theo cái video gần nhất đây là từ cái ngưỡng là khoảng 41.500 đô, chúng ta long lên đến cái ngưỡng đầu tiên, cái TP1 của chúng ta là khoảng 43.000 đô. Thì trong thời gian vừa qua thì em cũng đã post ở trên Telegram, thì anh chị nào mà chưa vào Telegram thì anh chị có thể tham gia ha. Thì em chia sẻ rằng là chúng ta có một cái đường MA50, cái đường ở trên khu vực 43.000 đô này. Thì giá nó có sự từ chối ở đó chị, nó có sự từ chối ở đó, và em tin rằng là khi mà đến những cái kháng cự theo những cái đường MA thì em sẽ thấy rằng là có tỷ lệ nó sẽ quay trở lại, nó sẽ điều chỉnh lại. Cho nên là em cũng đã thông báo anh chị là nên chốt bớt một phần là khoảng 30-50% tùy mỗi người, để đảm bảo rằng là cái lệnh long đó của chúng ta có lợi nhuận, và kèm theo đó là phải đảm bảo rủi ro ở cái chỗ là chúng ta sẽ dời SL dương, chúng ta sẽ dời SL dương ở cái thời điểm đó. Và thời điểm đó là khoảng ngày, ở đây là khoảng ngày 14 đúng không anh chị, ngày 14 thì sau đó thì anh chị thấy rằng là chúng ta đã bị quét SL dương, và sau đó là giá tiếp tục ở trong cái hành trình là rơi giá tiếp ở trong thời gian vừa qua. Và đối với cái lệnh này thì khi mà chúng ta có lời rồi thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta gác đi, và chúng ta sẽ tập trung vào cái điều tiếp theo ở trong thời gian tới, rằng là liệu chúng ta nên long hay là short ở trong thời gian tới ha, đối với những cái vùng giá anh chị như thế này. Thì cái vấn đề ở đây khi mà chúng ta long short thì anh chị phải hiểu rõ cái nội dung mà em chia sẻ đến anh chị, nó không được xem là lời khuyên đầu tư ha. Nó có đúng, nó có sai, nó có thể là lên xuống có lợi nhuận, nhiều khi là SL, nhưng mà tất cả những thứ em chia sẻ đến chị đều dựa trên những cái góc nhìn cá nhân của em. Cho nên là khi anh chị muốn vào lệnh thì anh chị phải xem xét thật là kỹ, phải tự setup, tự phân tích lại một lần nữa để cho nó chắc chắn nhất theo quyết định của mình ha. Thì đối với cái lần này, nếu như mà trong thời gian vừa qua mà anh chị tìm kiếm cái khu vực long mà anh chị đã long từ đây lên rồi anh chị đã long từ đây lên rồi thì anh chị tiếp tục có thể là giữ cái lệnh long đó. Và có thể là chốt bớt đi, bởi vì là chúng ta đến cái kháng cự là 43.000 đô. Còn nếu như anh chị đang tính ở ngay tại thời điểm này mà anh chị đang tính vào ở đây, anh chị long tiếp, thì em thấy rằng là chúng ta nên chậm lại một nhịp. Chúng ta nên chậm lại một nhịp, bởi vì là trước đó anh chị thấy rằng là ở cái ngưỡng này, xét theo cái hành vi giá nhé, xét theo hành vi giá ở đây, thì anh chị thấy rằng là đây có phải là một khu vực kháng cự hay không ạ? Và nếu chúng ta vào đây vội thì có thể là chúng ta sẽ bị quét SL bằng cách là giá có thể là vòng ngược lại. Thì ở đây khi mà chúng ta nhìn nhận rằng là nó đến kháng cự, nó có tỷ lệ gọi như là test lại một nhịp nữa trước khi nó bơm tiếp, và em thấy được cái đà bơm này vẫn còn nha anh chị nha. Và cái target của em nó vẫn có thể là cao hơn là khoảng 45.600-45.500 đô. Vậy là cái target em đã đề ra cách đây khoảng 3-4 tuần rồi, em vẫn đang chờ cái target này. Thì để mà chúng ta bước tiếp vào những cái lệnh long, anh chị long ngắn lên, anh chị kiếm lợi nhuận ở trong cái lúc thị trường nó đang gọi như là cạn dừng về tin tức, thì anh chị có thể là thấy rằng là chúng ta vẫn có thể là sử dụng qua cái Fibo thoái lui, anh chị sẽ kéo từ cái vùng đáy lên tới cái vùng đỉnh để xác định hỗ trợ ha. Và không chỉ có cái 0.5 và 0.618 này, khi anh chị kéo một cái nhịp ra, đây là một cái vùng kháng cự khá là tốt, và chúng ta đã có tín hiệu break out ra như thế này, thì khi mà giá cả chúng ta vòng ngược trở lại để test thì chị thấy rằng là cái điểm long của chúng ta là từ 42 cho đến là 41.690 đô la. Đây sẽ là cái điểm tỷ lệ vàng để chúng ta xem xét rằng là có sự phục hồi hay không, để bước vào một cái lệnh long và có thể là đưa cái target của chúng ta lên xa hơn. Thì ở đây em sẽ set up cho anh chị một cái lệnh long ha. Thì thường là những video của tụi em thì em sẽ long theo cái ngưỡng đầu bẫy là khoảng x10, thì anh chị phải tự cân chỉnh lại khoản vốn tùy theo anh chị. Mỗi người một khoản vốn, ví dụ em đánh 100 đô nó khác với một người đánh 1.000 đô, hay là nó khác với một người đánh 10.000 đô, thì cái khoản vốn và cái mức chịu đựng rủi ro thì anh chị phải tự sẽ up cái khoản vốn làm sao cho nó hợp lý nhất nhé. Đó, thì ở đây thì đối với SL đi, em sẽ nói về SL đầu tiên, thì cái vùng SL của em thì nó sẽ nằm dưới cái ngưỡng 0.618 này một tí. Dưới cái vùng 41.690 đô la, thì ở đây em tính là nó rơi khoảng 16%, nếu mà x10 đi là nó rơi khoảng -1.62% theo giá của Bitcoin, nhưng với đồng bảy x10 là khoảng 16% là nó sẽ SL. Đó, thì khi đã vào lệnh thì anh chị cần phải có entry đúng không ạ? Thì đối với entry thì em sẽ làm rõ hơn ở đây một tí, em sẽ đưa về khung ngày. Và ở khung ngày chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái điểm khá tương đối là quan trọng để chúng ta xem nó như là một cái vùng hỗ trợ ha anh chị ạ. Vùng hỗ trợ và vùng kháng cự thì em sẽ note ở đây là ngưỡng khoảng 42.315 đô la, bởi vì sao chị thấy rằng là khi giá rơi từ cái ngưỡng là 43.000 rơi xuống đúng không ạ, nó vòng lên nó test lại ở cái ngưỡng là khoảng 42.300 này,
và đóng nến ở đó, và sau đó thì nó tạo ra một cái lực rời khá là mạnh xuống. Thì đây là một ngưỡng kháng cự ở trong ngắn hạn ha. Em sẽ nốt lại thành là đai lịch lâu, đóng đến ngày đấy. Thì anh chị zoom ra ở đây, anh chị có thể thấy rằng là cái entry của em, cái entry của em nó sẽ nằm ở đây, nó sẽ nằm quanh ở cái ngưỡng là 42.300. SL thì có thể là dưới 0.618 một tí. Thì khi mà anh chị thấy cái phản ứng giá rằng là nó điều chỉnh về cái ngưỡng là từ 42.000 hoặc thậm chí là 41.000 và nó vòng lên, khi nào nó đóng nến lên trên 42.300 đô thì thời điểm đó sẽ là thời điểm chúng ta xác nhận rằng là nó có thể tạo ra một cái lực tăng và chúng ta có thể là vào long được. Nó không quá trễ đâu anh chị, hãy đợi cái sự xác nhận đó nha anh chị. Đó thì khi mà giá cả chúng ta vòng về ngưỡng này, phục hồi lên trên ngưỡng 42.300 đô, anh chị có thể là vào một cái lệnh long và về những cái vùng TP thì anh chị có thể là hướng lên cao hơn. Thì TP chúng ta vẫn sẽ có những TP cũ như là 43.050 hay là những cái vùng như là 43.800, và cao nhất ở đây em vẫn sẽ tính đến là cái ngưỡng 45.600 ha, tức là cái khoảng kháng cự tháng monthly low ở đây đóng đến tháng nha anh chị. Thì khi mà giá chúng ta vòng lên từng cái khu vực thì anh chị sẽ chốt từng phần, chốt từng TP một, chứ chúng ta không đợi là cứ đến mắc TP thì chúng ta mới chốt, bởi vì là chúng ta đã nhìn vào cái khoảng quá khứ trước đây chúng ta long từ đây lên đúng không ạ? Nếu như chúng ta không chốt ở 43.000, nếu như chúng ta không dễ là dương thì cái lệnh này chúng ta không có lợi nhuận và thậm chí là rủi ro rất lớn, rủi ro rất lớn luôn. Vì vậy là khi mà anh chị thấy giá chúng ta phục hồi từ entry lên thì anh chị có thể là cần để chốt dần về những cái khoản lợi nhuận ha, và cũng như là kéo SL dương lên. Chúng ta sẽ kéo SL dương khi chúng ta chạm vào cái ngưỡng 43.000 là anh chị bắt đầu có thể là kéo SL dương rồi. Thì đây là một cái setup về một cái lệnh long ở trong ngắn hạn thì anh chị có thể xem qua. Và cái yếu tố nào nữa mà em thấy rằng là cái khả năng điều chỉnh về đây nó vẫn có anh chị, và trước khi nó tăng lên nó phải cần điều chỉnh về, thì anh chị nên xem qua về cái chỉ báo là cluster ogle ở cái ngưỡng từ 1 giờ nha anh chị nha. Đây như anh chị thấy ở ngưỡng 1 giờ của chúng ta đúng không ạ, thì anh chị thấy rằng là nó đang đến quá mua. Thì từ trước giờ thì cái 1 giờ nó đi khá là đúng đấy, 1 giờ lên tới khu vực này đúng không ạ, chúng ta chốt lời nó rơi xuống. Nó rơi xuống này đúng không ạ, nó hồi lên này, rơi xuống nó hồi lên và liên tục như vậy đến khi mà nó chạm đến cái vùng hỗ trợ quan trọng như này, bắt đầu nó tung lên rất là mạnh ở 1 giờ. Và khi mà 1 giờ đã đến ngưỡng quá mua thì em sẽ kỳ vọng là một sự điều chỉnh nhẹ về, điều chỉnh nhẹ về cái vùng entry của chúng ta để xem xét để có thể là vào long. Ở 2 giờ thì tương tự cũng như vậy luôn anh chị, chúng ta sắp đến cái ngưỡng quá mua và cái tỷ lệ điều chỉnh là có, và đó là cái lý do mà em đang thấy được rằng là không nên vội long ở ngay cái vùng giá 43.000 đô này. Khi anh chị thấy tín hiệu break cao ra, anh chị tưởng ngon anh chị vào long á, thì nó sẽ có thể là bẫy anh chị thêm một nhịp xuống dưới nữa, để mà có nghĩa là quét thanh lý những cái lệnh long mà nó ở gần cái phạm vi hỗ trợ, thì nó quét thanh lý xong thì nó có thể là bơm lên. Thì đây là một cái dấu hiệu nữa để anh chị có thể là xem xét thêm về cái lệnh long này ha anh chị ha. Và trong thời gian tới để mà anh chị có thể trading cùng team thì anh chị có thể là xem qua sàn giao dịch CoinEdge, họ có rất là nhiều cặp giao dịch khác nhau, và anh chị có thể là đánh từ spot nè, đánh đến future và cũng như là tham gia vào những cái chương trình rất là hấp dẫn như là trading Aerobe vân vân đến từ sàn giao dịch CoinEdge. Và đối với sàn giao dịch CoinEdge thì sau một cái buổi trao đổi đối với CoinEdge ở trong cái sự kiện vừa qua là 6 năm thành lập CoinEdge, thì anh chị thấy rằng là ở trong thời gian tới sẽ có rất là nhiều cái chương trình và sự kiện hấp dẫn hơn nữa, và cũng như là cái định hình và cái doanh nghiệp của họ mà để mà họ phát triển dài ở trong tương lai á, nó đang có cái tiềm năng rất là lớn. Thì anh chị có thể là xem đến CoinEdge, xem đến những cái dịch vụ mà họ đưa ra, xem đến những cái thị trường ngách mà họ chia ra như thế này, những danh mục để anh chị có thể là đầu tư. Ví dụ như BRC20 rất hot thì bao nhiêu đồng mà nó hot và nó được niêm yết thì anh chị thấy rằng là CoinEdge cũng sẽ có nha chị nha. Cho nên là hãy xem xét và để sử dụng thêm những cái tính năng ở trong tương lai. Và nếu như anh chị muốn sử dụng qua những cái tính năng và những cái sản phẩm đến từ CoinEdge thì có thể là ủng hộ team bằng cách là click vào cái đường dẫn em để ở dưới phần mô tả video này để đăng ký và cũng như là nhận thêm những cái phần quà ưu đãi đến từ sàn giao dịch CoinEdge ha. Đó thôi, thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái nội dung tiếp theo ở trong ngày hôm nay. Sau những cái setup và những cái lệnh long rồi thì bây giờ chúng ta có thể xem đến những dữ liệu về future một tí nha chị nha. Ok, thì đây là cái dữ liệu mà em sẽ muốn chia sẻ với anh chị ở trong ngày hôm nay. Nó vẫn là cái hợp đồng mở nha chị. Hợp đồng mở tức là cái lượng long short được mở trên thị trường như thế nào. Thì khi mà giá của chúng ta nó đạt đỉnh đúng không ạ, nó quét thanh lý xong, như anh chị thấy rằng là sau đó thì nó quay trở đầu lại, quay trở đầu lại một nhịp nữa, thì anh chị thấy rằng là nó đã gọi như là rơi về cái hợp đồng mở rất là nhiều, có nghĩa là người ta chốt lời á, người ta chốt lời và người ta mở lệnh short rất nhiều, cho nên là giá đã rơi mạnh xuống. Và đến thời điểm này sau khi mà chúng ta thấy rằng là những cái lệnh long bắt đầu là nguội dần, những lệnh long bắt đầu nguội dần, chúng ta đã có dấu hiệu của những lệnh short đã bị thanh lý ở đây anh chị ha. Thì trong ngày hôm nay thì anh chị thấy rằng là nó đã có khoảng là 18 triệu đô, hơn 18 triệu đô lệnh short bắt đầu bị thanh lý rồi. Và khi nó quét thanh lý xong thì anh chị thấy rằng là nó có thể là tạo thêm một nhịp điều chỉnh nhẹ xuống và tăng lên tiếp.
và quét thanh lý những cái lệnh short ở trên. Ở trên rất là nhiều lệnh short anh chị, tí nữa em sẽ chỉ ra cho anh chị thấy. Và thời điểm này thì đối với cái hợp đồng mở thì anh chị thấy rằng là nó cũng đã phá ra khỏi trên giảm. Đây em sẽ mực ra. Nó đã phá, bắt đầu là phá ra khỏi trên giảm bằng một cái hợp đồng mở rất là lớn, một cái lượng hợp đồng mở rất là lớn được kích vào là từ khoảng 17 tỷ 8, 17 tỷ 9 đó, tăng lên một phát là khoảng 18 tỷ 3 rồi. Và cái con số này có thể là tăng lên nữa, có thể là tăng lên khoảng 19 20 tỷ ở trên này anh chị ha, và có thể là kéo giá của Bitcoin lên cái ngưỡng khoảng 45.000 đô ở trong thời gian tới. Thì anh chị có thể là theo dõi thêm về cái hợp đồng mở này để xem cái diễn biến khi mà trader họ đang làm gì ở trong thị trường đó. Thì đầu tiên là em thấy rằng là phá trên giảm thì cái tỷ lệ là chúng ta sẽ có thể là tăng mạnh lên những cái vùng cao hơn ở trong thời gian tới là vẫn có thể là xảy ra nha anh chị ha. Rồi về một cái dữ liệu nữa em cũng muốn chia sẻ song song với trong ngày hôm nay. Và anh chị thấy rằng là ở đây là em sẽ tính vào cái time frame của nó là ở một tuần ha, thì chúng ta có những cái lượng thanh lý bắt đầu là còn tồn động rất nhiều là từ cái vùng là khoảng 43.500 đổ lên rất là nhiều những cái lượng thanh lý, những cái lệnh short đang nằm dày đặc ở trên này, và kèm theo đó là những cái lệnh long thì cũng có. Bởi vì là sao anh chị? Bởi vì anh chị thấy rằng là ngày vừa rồi đó, người ta long từ 41 ngày, chúng ta thấy là giá nó bơm lên 2k giá, cho nên là cái lượng long nó sẽ nhiều. Nhưng mà cái mục tiêu ở trong cái tuần trước mà chúng ta xem đó là nó phải quét lệnh short đã, bởi vì là đợt rồi nó nhảy xuống, nó quét lệnh long rất là nhiều ở dưới này rồi. Bây giờ nó bắt đầu xuất hiện lại lệnh long, nhưng mà bây giờ em thấy cái dấu hiệu này là cái dấu hiệu nó có thể là đẹp lên một nhịp nữa để quét thanh lý ở trên cái ngưỡng là từ 43.500 đổ lên ha. Và nếu chúng ta đưa về cái time frame là khung tháng thì nó sẽ rõ ràng rất là nhiều, rõ ràng hơn rất là nhiều. Đây anh chị thấy nè, một cụm dày đặc những cái lệnh short bắt đầu là di chuyển từ cái vùng 44.100 này chị nè, đó, cao lên dần đến cái ngưỡng là khoảng 45.500 đô, bắt đầu nó mới nhạt màu dần. Thì ở đây cái khối lượng tính theo tháng là nó rơi tầm khoảng 856 triệu đô anh chị ha. Thì khi mà nó quét lên đây thì nó sẽ quét tương đối là nhiều những cái lệnh short, thì em vẫn đang muốn thấy một cái đà tiếp tục kéo dài cái lực tăng nữa của Bitcoin ở trong những ngày tới ha. Trong tuần này thì cái khả năng là nó đến cái ngưỡng 44 cho đến 45 nó vẫn có thể là xảy ra, thì anh chị có thể xem xét về tình huống này. Và cái tình huống tiếp theo, những dữ liệu tiếp theo em muốn chia sẻ với anh chị là về cái sàn CME. Thì anh chị nào không biết cái sàn CME là gì á, thì anh chị có thể search Google. CME là nó sẽ mở từ thứ hai cho đến là thứ sáu, thứ bảy là nó ngưng lại, nó giống như là thị trường chứng khoán đây, anh chị có thể xem về nó. Thì đối với cái dữ liệu này thì em đang coi về cái lợi nhuận mở hợp đồng tương lai ha. Và em sẽ zoom lại cái giai đoạn vừa qua. Thì như mọi người thể thấy rằng là ở cái khúc này là khoảng 16 tháng 10 đúng không ạ? 16 tháng 10. Và chúng ta sẽ zoom lại ở trên cái trang này. Ngày 16 tháng 10 nó ở đâu? 16 tháng 10 là nó quanh cái khu vực này, là trước khi có tin tức về Bitcoin ETF. Anh chị phải hiểu rõ cái vấn đề này ha. Có nghĩa là cái lực đẩy của market nó đẩy, market maker nó đẩy rất mạnh lên từ cái ngưỡng này. Và nếu chúng ta so sánh về hành vi giá thì anh chị thấy rằng là nó đã đẩy từ khoảng 1 tỷ 9 bung mạnh lên tới là 5,2 tỷ, và bây giờ mới có hiện tượng là nguội lại nhẹ. Nhưng mà cái cú rơi này, em nói thật với anh chị, cái cú rơi của cái lượng hợp đồng mở này á, thực tế ra mà nói nó chưa ăn thua gì cả anh chị ha, nó vẫn đang ở trong một cái trên tăng. Có nghĩa là market maker nó đang muốn gọi như là rủ hàng trước, rủ anh chị em trước để mọi người vào, mọi người bán, mọi người short nhiều nhất có thể. Và khi mà mọi người short sớm, mọi người chưa thấy rằng là nó có chuyển biến để mà cụ thể hơn, cụ thể hóa hơn cho cái việc điều chỉnh đó, thì bắt đầu là đang bơm lên. Anh chị thấy không ạ? Nó rơi xuống nè, nó nhấp lên một nhịp, nó test, nó rơi xuống một nhịp nữa, và bây giờ nó đang cố gắng nó hồi lên. Và cái nhịp hồi này sẽ là một cú đánh nữa. Nhịp hồi này theo em sẽ là một cú đánh nữa, nó sẽ đánh lên 45.000. 45.500. Đó, đánh lên đó, nó nhấp lên trên này một phát thôi. Mọi người bắt đầu là đổi hướng ha. Gió chiều nào thì anh chị theo chiều đó thì rất là dễ chết. Thì mọi người bắt đầu đổi hướng là từ bên short, bắt đầu mọi người nhảy vào long. Long ở đỉnh ha, long ở đỉnh thì anh chị có thể là thấy cái tình huống rất là nguy hiểm có thể là xảy ra, nó có thể là đàn cổ về để chết tất cả anh chị. Có thể là mấy tất cả anh chị luôn ở trong thời gian tới. Thì đây là một cái tình huống mà em thấy dựa trên những cái dữ liệu liên quan đến sàn CME, liên quan đến cái sàn CME, thì anh chị cũng lưu ý thật kỹ, nó đã bơm từ 1 tỷ 9 cho là 2 tỷ đô đi, nó đạp thẳng lên một phát 5 tỷ. Thì bây giờ cái việc mà nó sẽ dừng những cái lợi nhuận của nó là sẽ có thể xảy ra, cho nên là cái vấn đề short sớm á, thì cũng không nên mà long vội ở trong thời gian tới. Nếu thấy giá lên 45.000 tưởng rất cao rồi mà long vào thì nó sẽ thành FOMO. Và cái trường hợp đó nó không chỉ xảy ra ở mỗi Bitcoin, nhìn lại vàng đi anh chị, nhìn lại vàng là thấy cái câu chuyện à. Đây vàng em cũng đang tính short, từ tí nữa em sẽ cập nhật về vàng sau nếu anh chị nào quan tâm ha. Vậy em đang tính sổ ở đây, tí nữa chúng ta sẽ cập nhật. Thì anh chị thấy rằng á, market maker nó sẽ có những cái động thái là nó đẩy lên,
nó đẩy giá lên rất mạnh, đẩy giá lên, đẩy giá lên. À, và đến cái nhịp cuối á, đến cái nhịp cuối nó sẽ thấy là, anh chị thấy không ạ, trước khi mà về cái nhịp cuối tăng trưởng mạnh như thế này á, thì anh chị thấy rằng là nó sẽ tạo ra một cái sự rơi giá để nó kích thích vào cái nhóm trader mà đang muốn short. À, khi họ thấy một sự điều chỉnh này, họ sẽ sẵn sàng vào họ short. Và khi mọi người thấy là nhiều người vào short thì bắt đầu là mấy cái maker nó đẩy lên. À, nó đẩy lên đến cái vùng đây, đây là cái vùng đỉnh của nó, em xác định đây là cái vùng đỉnh ở trước đó, thì nó đẩy lên all time high luôn, là đẩy lên cái vùng giá cao nhất đỉnh điểm luôn. Và khi mà đến vùng giá cao nhất đỉnh điểm, mọi người sao ạ, mua, đúng không, mọi người long. Và khi mà mua và long ở đỉnh, FOMO ha anh chị ha, anh chị nào không biết FOMO có thể là tìm hiểu, là sợ mất đi cơ hội đó anh chị. Thấy người ta có được thì mình cũng phải có được. Và khi mọi người FOMO ở đỉnh giá thì bắt đầu mega maker nó đạp xuống. À, nó đã đạp xuống, và nó ví dụ như vàng thôi, anh chị thấy rất rõ câu chuyện luôn, nó làm giá kinh khủng khiếp. À, không chỉ là Bitcoin nha anh chị, đây FOMO đúng không, nó đạp về một phát là 7%, 7% đối với vàng thì có thể là tương đương khoảng 30-40% đối với Bitcoin. À, em nói thiệt đó, thì anh chị thấy cái tỷ lệ mà nó bảy như vậy thì anh chị cũng nên cẩn thận ở trong thời gian tới, nếu có long thì có thể là tìm kiếm những cái vùng giá như em đang phân tích với anh chị ở đây ở trong ngắn hạn ha, để chúng ta có thể canh để long lên. À, và còn nếu như mà muốn short thì phải đợi thêm những phản ứng giá trên này thì chúng ta sẽ bàn sau, nếu chúng ta đến những cái vùng giá đó ha chị ha. Còn đến thời điểm hiện tại thì rất là vui khi anh chị đã xem đến hết cái nội dung của tụi em ở trong ngày hôm nay. Và nếu như anh chị thấy những cái nội dung này cập nhật cho anh chị kịp thời, và cũng như là đưa ra những cái phương án, những cái nhận định để anh chị trading, để anh chị đầu tư nó ít rủi ro hơn, thì anh chị đừng quên là có thể là để lại nút like, để lại nút đăng ký, ủng hộ team trong thời gian tới nha anh chị nha. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị một lần nữa đã xem đến hết nội dung video này, và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những nội dung video lần sau.